Năm ngoái Black Friday đứng cam hàng vui quá trời vui luôn. Nhưng năm nay sản phẩm giảm giá tốt hơn, nhiều sản phẩm giảm giá hơn mọi năm. Ưu đãi lên đến 5 triệu đồng khi mua PC tại GearVN. Laptop chính hãng giá từ 10.990.000 đồng. Black Friday giảm sốc lên đến 60%. Chương trình diễn ra từ ngày 25 tháng 11 cho đến 12 tháng 12 năm 2021. Khuyến mãi áp dụng cho cả khách hàng đặt hàng online luôn đó nha. Chào các bạn, kế bên mình đây là con AOC24G2. Mình hứa với các bạn chắc phải 2 năm trước để review về con này rồi. Và hôm nay mới có dịp để mà đánh giá cho các bạn. Tại vì thật sự nó như thế này nè các bạn. Hàng hóa con này nó rất là hot. Mình nói thiệt luôn, không biết ở đại lý khác như nào, nhưng mà ở GearVN á, cứ về là hết thôi, cứ về là hết thôi. Và hôm nay mình giữ được con này khoảng vài ngày. Trong vài ngày vừa qua mình đánh giá và trải nghiệm lại sau khoảng 2 năm ra mắt, thì con này thật sự nó vẫn quá out phân khúc luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ rất chi tiết cho các bạn về sản phẩm này. Không dài dòng nữa và mình sẽ đi luôn vào phần thông số đo màu cho các bạn cùng xem. Với cái thông số đo màu ở đây thực sự với các bạn, với mức giá là 4.750.000 ở thời điểm làm clip của mình á, nó quá là kinh khủng các bạn. Các bạn có được một cái màn hình với cái không gian màu là 100% sRGB, D53 là 91% và Adobe RGB là 84%. Chưa kể nha, delta E trung bình của con này ở khi mà mình đo với 24 gam màu khác nhau là 0.61. Cho nên là nếu như các bạn nhìn vào cái không gian màu này, đây là một cái con màn hình cực kỳ tuyệt vời để các bạn có thể làm edit video, các bạn có thể trải nghiệm xem phim, các bạn có thể chơi game một cách tuyệt vời luôn các bạn, thực sự luôn á. Và với cái mức giá của nó, mình thậm chí không thể nghĩ là ủa tại sao bây giờ một cái con màn hình dưới 5 triệu mà nó lại có cái thông số màu kinh khủng như vậy. Trong khi là mình mới vừa mua một cái mắt độc mới của Spider, là mình đang sử dụng và đo bằng cái con Spider X Elite, là cái con cao cấp nhất ngay bây giờ rồi. Và mình thấy là wow, thực sự là nó quá đỉnh các bạn. Cho nên là nếu như nói về thông số đo màu, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm này. Cái phần thông số thứ hai đó chính là phần thông số về độ sáng và tương phản của cái màn hình này, nó cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn có một cái màn hình với độ sáng tối đa là 363 nits ở vùng trung tâm, và các bạn có được độ tương phản tối đa trên con này là 1150:1. Một cái con số mà giống như kiểu là có rất là nhiều cái màn hình khác trên mức giá khoảng từ 5 tới 7 triệu ao ước có được cái phần thông số như vậy luôn các bạn. Cái phần đèn nền nó rất là sáng ha, 363 nits là các bạn có thể sử dụng rất là thoải mái, cho dù là cái điều kiện ánh sáng đánh trực tiếp vào luôn á, nó cũng không có bị là quá có vấn đề đối với cái màn hình này luôn. Cho nên là các bạn muốn sử dụng cái sản phẩm này để mà các bạn có thể chơi game, xem phim hoặc làm các công việc liên quan tới đồ họa, thì về cái không gian màu và sắc độ sáng của nó mình thấy nó rất là tuyệt vời. Vậy thì đó là chúng ta tổng kết về cái khả năng hiển thị đúng không các bạn? Tức là nó quá tốt đi. So với cái giá tiền thì mình thật sự là không nghĩ là bây giờ màn hình gaming giá rẻ thì tức là dưới 5 triệu á, nằm phân khúc dưới 5 triệu nó lại tốt đến như vậy. Và con này là một trong những con mà mình thấy là có bê trên bê kinh khủng nhất ngay bây giờ rồi các bạn. Nó quá là out so với thị trường luôn. Tuy nhiên, nếu như xét về cái lý do là tại vì sao con này giá là rẻ như vậy và nó bị cắt xén ở những cái điểm đó hay không, thì mình nghĩ là các bạn cũng biết rồi. Đầu tiên đó chính là về phần thiết kế của sản phẩm. Thiết kế của AOC24G2, nếu như nói về cái kiểu thiết kế này, nó không còn mới nữa, nó khá là cũ so với thị trường rồi. Mặc dù vẫn là những cái chân đế cứng cáp, mặc dù vẫn là những cái trục xoay giúp các bạn có thể xoay lật màn hình 90 độ thoải mái luôn, đây là cái giá trị mà mình thích nhất ha. Và mặc dù các bạn vẫn có rất nhiều cổng kết nối trên đây, các bạn có HDMI, các bạn có DB vân vân, nhưng nếu như nói về kiểu thiết kế này thì nó vẫn là một cái màn hình giá rẻ. Chúng ta có một cái phần nhựa được bao phủ ở trên cái khung của màn hình á, thì nó vẫn là nhựa IPS thôi. Ngoài cái đó nữa thì những cái logo như là logo AOC nè, kể cả ở mặt lưng và cả mặt trước, các bạn khi nhìn vào thì người ta dễ dàng đoán được ngay đây là một cái màn hình giá rẻ. Cho nên nếu như về thiết kế ngay từ ban đầu ha, khi nhìn vào đây là một con màn hình gaming và giá nó không cao, cho nên nếu như các bạn cần một cái góc gaming giải trí mà nhìn nó sang trọng thì sản phẩm này mình nghĩ là nó vẫn chắc chắn là không đáp ứng được. Và mình cũng hơi tiếc ở ngay cái phần nút bấm ngay chỗ này nè các bạn. Tức là họ không làm cho chúng ta những cái dạng joystick. Cái này nó lâu rồi, con này nó ra mắt được khoảng 2 năm trước rồi ha. Và nó vẫn chỉ là những cái nút bấm rời thôi. Và cái phần nút bấm này nó cũng ẩn vào bên trong nữa. Cho nên là khi các bạn muốn control, các bạn muốn điều khiển độ sáng hoặc là độ tương phản trên màn hình này, nó rất là khó. Và mình đã có rất là nhiều lần bấm lộn vô trong cái nút power và tắt cái màn hình này đi. Phải vài lần như vậy luôn á, chứ không phải chỉ là một lần nữa. Cho nên là với mình thì điều khiển ở trên cái cụm phím này nó rất là mất công. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng chả vấn đề. Tại vì thường nha, các bạn mua màn hình về, các bạn sẽ setting nó ngay ở một cái thời điểm ban đầu các bạn sử dụng thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ để nguyên như vậy, các bạn xài cho tới cả đời luôn. Thì mình thấy là nó cũng khá là ok. Và cái phần thứ hai nó bật lên cái sản phẩm này vì sao là giá rẻ như vậy, đó chính là cái phần menu OSD bên trong á, thì nó không có được trau chuốt quá nhiều. Các bạn vẫn có những cái phông chữ nhìn nó
rất là chán. Cái phần setting, control, sắp xếp vị trí, nói chung là những cái touch point, tức là những cái điểm chạm của nó không có quá là ok. Cho nên là khi các bạn muốn setting sử dụng dễ dàng thì nếu như so cái OSD này với những cái OSD đứng đầu thị trường như là LG này kia thì không có cửa. Nhưng mà các bạn vẫn có thể setting một số những cái mod khá là vui vẻ, chẳng hạn trong này nó có phần game mod á. Các bạn vào trong đó các bạn có thể setting và thay đổi cái profile màu của nó theo đúng như cái tựa game mà bạn đang chơi. Chẳng hạn là với RTS nè, rồi FPS game nè, MOBA game nè vân vân. Thì mình thấy nó cũng khá là đáng để trải nghiệm. Cho nên nếu như các bạn có muốn chơi game hoặc là các bạn muốn sử dụng với các tác vụ khác nhau, hãy thử sử dụng cái preset có sẵn ở trên cái màn hình này nha. Tổng quan lại, ALC 24G2 vẫn là một trong những con màn hình dưới 5 triệu mà mình nghĩ là các bạn đáng mua. Thật sự luôn, cái phần hiển thị của nó quá tốt rồi, và với cái mức giá mà nó cho lại thì tất cả những cái trải nghiệm của nó về giá trị lỗi á là quá tuyệt vời. Cho nên là mình không có gì để bàn cãi về cái vấn đề nữa. Nhưng mà nếu như các bạn có một cái góc setup gaming nhìn nó sang trọng, nhìn nó cao cấp, các bạn có một cái số tiền lớn để bỏ ra mua cho cái PC rồi, thì các bạn có thể lựa chọn thêm một số những cái option khác nó cao cấp hơn, có giá thành cao hơn và sang trọng hơn để có thể tô điểm thêm góc gaming của bạn. Còn đối với những con ALC 24G2 này ha, mình nghĩ là đối với các cái bộ máy hoặc là hệ thống máy tính khoảng 30 triệu đổ lại thì nó sẽ là hợp lý và ok. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và đừng quên là ghi về cho lên sóng video vào lúc 21 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.